Một chút cho con tố chất tốt để chơi thể thao bảo vệ thì nó sẽ như này đây anh em. Và tất nhiên là vừa lên sóng là nó đã có chủ ngay. Nó tên là Sau, vừa thử khả năng cắn gối và chơi bóng cái là anh chủ bế ngay về Hải Phòng. Lại còn đặt trước một khóa đào tạo cho bé tại FF47 khi nó tròn 9 tháng tuổi. Sau là con trai của Eric Botman, một chú chó nhập xét với rất đẹp với khung rộng cao to và tập thành cực tốt. FF47 thì vẫn đang còn một vài bé tố chất như này, thì anh em cần thì cứ liên hệ với mình theo số điện thoại ở trên hồ sơ nhé. Và đây là Eric Botman nhập xét, các bạn cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp và cũng như là khả năng làm việc của nó nhé. Good boy, Erica. Good boy, yeah.